Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Đây là tập trailer cho tập thứ 11 của series Minecraft sinh tồn ở trên kênh của tôi. Trong tập này thì tôi sẽ nhốt hết tất cả dân làng ở trong ngôi nhà của bọn nó anh em ạ. Và anh em hãy comment cho tôi xem tại sao tôi lại làm điều đó nhé. Để xem anh em nó comment đúng. Ok. Và ở cuối đoạn trailer này thì sẽ có một đoạn video tôi quay lại cảnh mà tôi mang bò về để chứng minh cho anh em mà tôi không có hack nhá. Tôi không có hack, tôi chơi rất là thật, anh em đừng có comment tôi hack nhá. Ok. Vậy thôi. Bye bye anh em. Tôi quên. Anh em mà thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh của tôi nhé. Anh em đăng ký ở tôi vui lắm luôn. Thank you.